4 đo đo dãi dài hẳn ra xem nào. Kéo này. Sẽ đo dài hết ra đo xem nó được bao nhiêu mét. Mấy bác cứ hỏi bao nhiêu mét thì thật sự mình không có đo. Bây giờ đo hẳn luôn được. Chứ bây giờ đo một cái rồi nhân 4 nhiều lúc nó cũng sai lệch. Bỏ tay ra rồi. Từ dư hai cái chân ra nữa được 3m6, 3m5. Tổng chiều dài nó khoảng 3m5 gì đó. Đây là cái chân của nó nhá. Cái chân của nó thì nó có 4 con ốc, thì các bác về mình mua ốc nhá. Tại em cũng tại vì là nó không có về, nó tháo ra rồi cho nên là nó vứt ốc đi rồi. Đây mình về mình gắn 2 con ốc vào đây. Ốc này ốc 6. 6 ly. 6 ly này. Các bác về thì nó sẽ có chân như vậy, nhưng mà nó sẽ kẹp vào mái vào thang. Các bác về mình mua 2 con ốc, 2 chân là 4 con ốc. Mua cả bộ thì nó sẽ kèm một cái miếng ghế này. Ghế đây một miếng này, một miếng dài, hai miếng, một miếng ngắn và một miếng dài. Nó sẽ là một cái ghế này, một miếng ngắn này, một miếng dài này, một cái thang. Giá có 2 triệu, quá rẻ. Các bác nào mình đây sớm không? Hàng nó hết rồi để lên giá. Tổng chiều dài của nó là 3m5. Gấp này đóng luôn cho khách đi.